Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ, trò chuyện với nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, một người con của quê hương Văn Giang Hưng Yên. Vâng, rất là cảm ơn nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Tôi cũng chân thành cảm ơn Đài Truyền hình Hưng Yên đã cho tôi cơ hội để được lên sóng của đài nhà, được gặp gỡ, trò chuyện với bà con trong tỉnh nhà. Dạ, là một người con gái Hưng Yên thì ngày hôm nay về với quê hương thì cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát là như thế nào ạ? Lần nào tôi được về Hưng Yên tôi cũng như lần đầu, bởi vì rất là vui, rất là sung sướng, cảm giác như là được về chính ngôi nhà của mình, nơi mình sinh ra, lớn lên và rất nhiều kỷ niệm và rất yêu cái mảnh đất Hưng Yên, cho nên tôi rất là vui, mỗi lần về đều vui và thấy rất nhiều những cái điều mới lạ, đều phát triển rất là tốt, thành phố rất là đẹp và bạn bè ở dưới này rất nồng ấm, tôi rất là vui. Rất là cảm ơn những chia sẻ về tình cảm của nhà thơ với quê hương Yên. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát sâu hơn qua một phóng sự ngắn của chương trình. Nguyễn Thị Hồng Ngát sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống văn hóa tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Lớn lên, chị tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm. Với vai trò là diễn viên của đoàn chèo Trung ương, nay là nhà hát chèo Việt Nam, chị từng tham gia biểu diễn phục vụ tại các chiến trường Việt Nam, tại chống Mỹ cứu nước, rồi sau đó chị được học bổng du học chuyên ngành biên kịch tại Đại học Điện ảnh Liên Xô cũ. Chị có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu điện ảnh nước nhà với vai trò là biên kịch đạo diễn, nhà sản xuất và lãnh đạo quản lý. Chị từng làm giám đốc hãng phim truyện Việt Nam, rồi sau đó làm cục phó cục điện ảnh. Năm 2012, chị đã được trao tặng giải thưởng nhà nước. Năm 2016, chị được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Nguyễn Thị Hồng Ngát là gọi là nghệ sĩ. Những đề tài cô rất là rộng, kể cả về những lãnh tụ như Hồ Chí Minh, kể cả những con người như Đoàn Thị Điểm và những con người lính bình thường, và kể cả những người xã hội bị ruồng bỏ. Cô viết được cả về kịch bản sân khấu, cô lại viết được kịch bản điện ảnh, cô viết cả thơ, cô viết cả nhạc kịch. Thế nên ra cô ấy cái nhìn rất rộng, đa chiều. Với trái tim của một người nghệ sĩ, sống nội tâm và nặng lòng với quê hương, Nguyễn Thị Hồng Ngát luôn hướng về làng quê nơi mình sinh ra, từng hàng cây, ngôi nhà với biết bao tình cảm mến thương thời thơ ấu còn cắp sách đến trường. Làng quê của chị, cái làng bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa, nơi đã hun đúc bao tâm hồn, nhân cách nghệ sĩ lớn như Chu Mạnh Trinh, Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm. Và bây giờ là nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, một tâm hồn nghệ sĩ đa tài. Tác phẩm của Nguyễn Thị Hồng Ngát đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả như Duyên Trời Canh Bạc, Dã Tràng Xe Cát Biển Đông, Nhìn Ra Biển Cả. Nguyễn Thị Hồng Ngát không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh mà chị còn là một nhà thơ. Ngay từ những thập kỷ 70-80 của thế kỷ trước, chị đã có những tập thơ như Trái Cam Vàng, Thơm Hương Mái Tóc, Nhớ và Khát, Hai Lần Sống Một Mình, Thơ Tình Chọn Lọc. Thơ Vui Về Con Gái Hưng Yên là một trong những bài thơ giàu cảm xúc hóm hình, tế nhị, được nhiều người nhắc đến như một danh xưng của Nguyễn Thị Hồng Ngát, người con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn. Thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát thì sắc sảo, tinh tế và đặc biệt là rất là chân thành. Rất nhiều người Hưng Yên thì biết đến thuộc cái bài thơ Vui Về Con Gái Hưng Yên của chị. Đến bây giờ thì bài thơ đó được coi như là một cái sự khẳng định về thương hiệu của con gái Hưng Yên. Trong bài thơ Vui Về Con Gái Hưng Yên thì phải nói là đậm chất của Hồng Ngát, thật thà, chất phác nhưng cũng rất tinh tế. Bài thơ nó gợi nhớ về một miền quê có thể nói là rất đẹp, rất ân tình và đặc biệt là nó đậm tình người, rất nhân văn. Vâng, chúng ta vừa được theo dõi những hình ảnh về nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát mà ekip chúng tôi vừa mới ghi lại được.
có thể nói là công chúng đã biết đến nhà thơ với rất là nhiều cương vị khác nhau, nhà thơ, nhà biên kịch và cả cương vị làm quản lý nữa. Và nhà thơ cũng đã giành được rất là nhiều thành công trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và thơ ca. Và đặc biệt là nhắc đến nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát thì mọi người nghĩ ngay đến bài thơ Vui về người con gái Hưng Yên. Thậm chí là còn có câu cửa miệng mà mỗi khi nhắc đến con gái Hưng Yên, đó là con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn. Vậy xin mời nhà thơ có thể chia sẻ để khán giả hiểu rõ hơn về bài thơ này ạ. Xin cảm ơn. Tôi là người làm thơ, mê thơ từ hồi còn nhỏ, học trường phổ thông ở Mễ Sở, xã Mễ Sở, Văn Giang. Và các thầy dạy ngày ấy thì truyền tải cho chúng tôi cái niềm đam mê văn chương rất là quý. Bài thơ Thơ Vui của con gái Hưng Yên, nó như một món quà của trời đất, của Thượng Đế cho mình. Năm 1997, khi Hưng Yên tái lập tỉnh, thì cái niềm vui được tách tỉnh như cùng với mọi người đón nhận, thì tôi nghĩ rằng chắc là mình phải viết một cái gì đó về tỉnh mình, tỉnh Hưng Yên. Thế và con gái Hưng Yên đối với tôi thì tôi cứ tự hào, bởi vì con gái Hưng Yên vốn dĩ là đẹp. Cho nên mở bài thơ cái thì tôi phải giới thiệu con gái Hưng Yên đẹp như thế nào. Con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn, vì nhãn lồng là của quê mình. Thế và các cụ cũng nói là mắt đen hạt nhãn, răng đen hạt na. Và cái từ đấy nó như là câu cửa miệng. Mắt đen rồi nhưng răng phải rất là đẹp. Con gái Hưng Yên thắt đáy lưng ong. Con gái Hưng Yên hàm răng như ngọc. Chính vì thế mà con gái Hưng Yên cũng rất kén chồng. Tức là bốn cái câu đầu là tôi đã tả con gái Hưng Yên cả về hình thức lẫn nội dung của con gái Hưng Yên quê mình. Con gái Hưng Yên cũng rất nặng lòng. Cái đấy là cái hình thức tôi đã tả rồi. Thì về bây giờ cái nội dung của nó, ai về Hưng Yên chưa xa đã nhớ. Tức là vì cái tình cảm chân tình ấy và cái đối đãi rất là ấm áp ấy và cái sự chân chất của con gái Hưng Yên, người con gái Hưng Yên cho bất kỳ một người khách nào, khách nói chung và những người chàng trai nói riêng về đến Hưng Yên thì cũng khó xa, có khi muốn ở lại và có khi vừa ấy đi đã nhớ và đã muốn trở lại. Thì ở hai cái khổ đầu là có một sự cởi mở, có một sự giới thiệu con người, giới thiệu vùng đất của Hưng Yên nó đẹp như thế nào, nó tốt như thế nào, nó hay như thế nào. Tôi lại giới thiệu cái đặc sản của Hưng Yên nữa, đấy là nhãn lồng. Nhãn lồng đơm bông tháng 3 cho quả ngọt thơm tháng 7. Hưng Yên không có mùa vải, xin đừng đợi tu hú kêu. Thì tôi đã giới thiệu cái đặc sản của quê mình trong cái khổ thơ thứ 3. Thế và nói cái nỗi lòng của mình với quê hương Hưng Yên nơi sinh ra mình. Hưng Yên chăm nhớ ngàn yêu, nơi nhúm nhau ta mẹ chôn ngoài bãi, nơi hoa tầm xuân lẫn hoa cúc dại, ta ngây thơ hái cài đầu. Tôi phát họa bốn cái câu này cho riêng mình. Tôi có 15 năm sống ở Hưng Yên thôi, sinh ra và lớn lên và được học hành đến 15 tuổi thì tôi đã đi Hà Nội. Nhưng 15 năm ấy đã làm nên một Nguyễn Thị Hồng Ngát nhờ cái mảnh đất mà phù sa bồi đắp, nhờ nhãn lồng, nhờ hoa tầm xuân, nhờ nhúm nhau chôn ở ngoài bãi, nhờ tất tần tật những cái đó mà làm nên cái tâm hồn của tôi bây giờ và chắc chắn chẳng bao giờ tôi quên được. Thế và tiếp đến là cuối năm cha chặt buồng cau, em ta rước dâu đi về qua ngõ, dưới lớp đất bồi mẹ ta nằm đó long lanh hai giọt lệ mừng. Mẹ tôi thì mất sớm. Thế thì tôi 17 tuổi thì mẹ tôi đã mất. Thế và đến khi tôi lấy chồng đương nhiên là vắng mẹ và em tôi cưới vợ cũng không có mẹ. Thì phải là cha đứng ra. Và cau thì ở quê mình rất là nhiều. Nên cái hình ảnh buồng cau đi dạm hỏi, đi cưới xin, nó là cái biểu tượng của niềm vui. Thế và khi đã rước dâu thì những cái đám cưới ngày xưa rước dâu về thì tuy nhiên mẹ mình mất rồi, nằm ở dưới bãi đất bồi. Dường như cụ cũng cảm nhận được cái niềm vui của các con trưởng thành. Cho nên là tôi đã nhân cách hóa lên thành tôi tưởng tượng ra mẹ tôi mừng như thế nào khi thấy quê hương ấm áp rồi con cái trưởng thành, nhân long lanh hai giọt lệ mừng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Nhưng mà Ngọc Anh vẫn thắc mắc là tại sao mà nhà thơ không chỉ để là người con gái Hưng Yên mà lại là thơ vui về con gái Hưng Yên ạ? Cả một cái bài thơ nó như là một cái sự vui vui trêu chọc chị em phụ nữ Hưng Yên thôi. Nên tôi cuối cùng tôi cũng đành phải nói một câu rằng ta đùa chút thôi, đấy chớ giận đây. Tức là người Hưng Yên rất hài hước,
Và tôi nghĩ rằng là đất Hưng Yên cũng là đất chèo, và đất chèo thì trong chèo có những cái vai hề rất hay. Và tôi rất là mê các cái vai hề chèo. Thế và ở đây tôi cũng bảo ta đùa chút thôi, đấy chớ giận đây. Ta vốn ngoa ngôn nhưng lòng ta thật. Ví dụ như là mình nói quá lên thế, hoặc là mình nhiều khi cũng đáo để thế thôi, nhưng mà mình rất chân thành và mình thấy gì mình nói đấy. Chứ đừng có giận. Con gái Hưng Yên với ta là nhất, cái gì cũng nhất, vì đó quê ta. Cảm ơn nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Hát đã dành thời gian đến với chương trình. Và sau đây thì xin mời bà cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng thưởng thức bài thơ vui về con gái Hưng Yên qua giọng ngâm của nghệ sĩ Huyền Trang đến từ nhà hát chèo Hưng Yên. Nước đục thì đã có phèn.
tình yêu sợ gì sông bão. Con gái Hưng Yên cũng không khó bào, nên trai tình nào cũng ngất chút thôi đấy chớ dần đây. Ta tuy ngoan ngon nhưng lòng ta thật. Con gái Hưng Yên với ta là nhất. Cái gì cũng nhất bởi con.